Ngày 16 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có văn bản gửi các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế tại Việt Nam về việc tăng cường sản xuất, cung ứng oxy y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Văn bản của Bộ Y tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ của Tổ công tác điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc. Tiếp theo các văn bản trước đó, Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng oxy y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay, qua nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh thành phố đặc biệt là khu vực miền Tây đang có chiều hướng bùng phát, gia tăng mạnh. Bộ Y tế nhận được thông tin phản ánh của một số sở y tế trên địa bàn như ở Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực như Soviga, Oxy Đồng Nai đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế từ các nhà sản xuất do đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp, sản xuất khác. Bộ Y tế đặc biệt đề nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng và phân phối oxy y tế tại Việt Nam cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất, cung ứng oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch, cứu chữa người bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay. Quan tâm thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý điều phối về oxy y tế toàn quốc của Bộ Y tế tại địa chỉ dmec.moh.gov.vn để Bộ Y tế có thông tin nhanh chóng báo cáo Chính phủ điều phối phòng chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời. Bộ Y tế nêu rõ, khi nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp ra soát thực hiện, không để chậm trễ trong công tác sản xuất, cung ứng, phân phối oxy y tế cứu chữa người bệnh, phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Y tế, vụ trang thiết bị và công trình y tế thông qua số điện thoại 024 6273 2272 hoặc email dmec@moh.gov.vn để được phối hợp giải quyết.